Thưa quý vị, thưa các bạn, năm 2016, kim ngạch xuất khẩu thương mại của Việt Nam đạt 176,6 tỷ đô la Mỹ, tăng 9% so với năm 2015. Tăng trưởng xuất khẩu ở hầu hết các mặt hàng chủ lực. Cả nước đã có tới 24 mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ đô la Mỹ. Tỷ lệ nội địa hóa ở một số ngành hàng được nâng cao cũng là nguyên nhân giúp tăng trưởng xuất khẩu khả quan so với thời gian trước. Tuy nhiên, giá trị gia tăng nhiều nhóm hàng như là nông sản, thủy sản, điện tử, công nghệ cao vẫn còn thấp và đòi hỏi công tác xúc tiến thương mại tập trung khai thác thị trường, giới thiệu quảng bá tiềm năng và thế mạnh nhằm nâng cao giá trị gia tăng cho hàng xuất khẩu. Là hoạt động xúc tiến thương mại thường niên, năm nay, Diễn đàn Xúc tiến xuất khẩu do Cục Xúc tiến Thương mại tổ chức với chủ đề Nâng cao hàm lượng giá trị gia tăng cho xuất khẩu đã thu hút đông đảo giới chuyên gia trong ngành, đại diện các hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước. Tại đây, thì các giải pháp nhằm tận dụng cơ hội xuất khẩu từ các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã ký kết hoặc đang đàm phán được tập trung bàn luận. Tại diễn đàn, lãnh đạo Cục Xúc tiến Thương mại cho biết. Diễn đàn của chúng tôi ngày hôm nay về xúc tiến xuất khẩu trong bối cảnh năm 2017 là một trong những cái giải pháp để làm sao chúng ta rà soát một cách tổng thể hệ thống các chính sách, có đề xuất với chính phủ điều chỉnh những chính sách đặc biệt liên quan đến hoạt động xúc tiến xuất khẩu để làm sao phục vụ đắc lực cho cộng đồng doanh nghiệp, làm sao thu hút được sự tham gia của các nguồn lực trong xã hội, trực tiếp là các nguồn lực từ các doanh nghiệp. Là ngành có đóng góp lớn cho xuất khẩu cả nước cũng như là có sự chuyển biến khá rõ về nâng cao hàm lượng giá trị gia tăng trong hoạt động xuất khẩu, Hiệp hội Dệt may Việt Nam Vitas cho biết, ngành dệt may đã phát triển đúng định hướng là nâng cao hàm lượng giá trị gia tăng cho hàng xuất khẩu. Năm 2016, kim ngạch xuất khẩu đạt 28,3 tỷ đô la Mỹ, tỷ lệ nội địa hóa đã tăng lên gần 50%. Còn trong lĩnh vực nông nghiệp, các đại biểu cho rằng nông sản góp phần ổn định phát triển kinh tế của đất nước. Qua 30 năm đổi mới, xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp năm 2016 đã đạt xấp xỉ 30 tỷ đô la Mỹ. Nhiều mặt hàng đứng top đầu thế giới như là gạo, cà phê, hồ tiêu, vân vân. Trong năm 2016, riêng xuất khẩu gạo đạt 2,2 tỷ đô la Mỹ, xuất khẩu nông sản rau củ đã vượt gạo đạt 2,4 tỷ đô la Mỹ. Xuất khẩu chè của cả nước tăng 5,1% về lượng và 2,1% trị giá so với năm 2015. Cũng được thông qua chương trình xúc tiến thương mại qua nhiều năm. Đã được đi đến Nga, rồi Pakistan, rồi Ba Lan và Hàn Quốc. Đặc biệt là cái năm 2017 thì công ty cổ phần chè Thái chúng tôi đã được dự thi và đã đạt cái giải bán tại Mỹ. Cho nên là đấy cũng là một cái thị trường rất là tốt và có khả quan cho bản thân của doanh nghiệp chúng tôi. Mình rất muốn sử dụng cái nguồn nguyên liệu từ Việt Nam. Thứ nhất là có thể quảng bá những sản phẩm thương hiệu tốt của Việt Nam, đặc biệt là hạt maca là một cái hạt có thể rất thích hợp cũng như là có thể trồng ở Việt Nam với năng suất tốt. Hiện tại thì bên mình mới xuất khẩu Hàn Quốc và bên mình cũng muốn tập trung vào thị trường Hàn Quốc. Nếu mà có nhiều cơ hội tiếp cận thị trường hơn thì mình rất mong muốn có thể xâm nhập vào thị trường châu Âu cũng như Nhật Bản. Tuy nhiên cũng phải thừa nhận rằng hiện nay giá trị gia tăng trong một số ngành hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam còn ở mức thấp. Phần lớn, hàng hóa xuất khẩu dưới dạng thô hoặc sơ chế, tỷ lệ sản phẩm chưa bảo đảm chất lượng cao. Một số ngành hàng do thiếu thốn nguồn nguyên liệu trong nước nên phải nhập khẩu để chế biến gia công và xuất khẩu. Sản phẩm chưa xây dựng được thương hiệu tại thị trường nước ngoài. Do đó, thời gian tới, đòi hỏi công tác xúc tiến thương mại cần phải tập trung hoạt động chuyên sâu cho từng mặt hàng. Đặc biệt, đối với ngành nông sản vốn rất đa dạng về chủng loại, thị trường thay đổi nhanh, nhiều mặt hàng mới xuất hiện do chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp. Các tổ chức xúc tiến xuất khẩu cần lựa chọn mỗi giai đoạn tập trung xúc tiến một số mặt hàng đang có tiềm năng, đang phát triển mạnh, thực hiện đồng bộ giữa chương trình, kế hoạch sản xuất với phát triển thị trường. Làm sao cho hoạt động xúc tiến của Việt Nam ấy thiết thực, hiệu quả. Mà muốn như vậy, cái mà cần cải thiện nhất bên cạnh nguồn lực là kết nối địa phương, kết nối doanh nghiệp và đặc biệt là kết nối với các đối tác ở bên ngoài, những đối tác mà mình muốn khoe và mình muốn học. Trước những ý kiến đóng góp tại diễn đàn, Cục Xúc tiến Thương mại cho biết sẽ tiếp tục kết hợp với các bộ, ngành, sở công thương, tham tán thương mại để triển khai đa dạng hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ được nhiều hơn doanh nghiệp tham gia vào hoạt động thương mại quốc tế.
ưu tiên xúc tiến phát triển công nghiệp hỗ trợ, ứng dụng khoa học công nghệ nhằm mục tiêu phát huy năng lực sản xuất, xuất khẩu của doanh nghiệp Việt Nam. Triển khai chính sách hỗ trợ xúc tiến xuất khẩu, các giải pháp nâng cao vị thế của Việt Nam với hình ảnh là một trong những quốc gia xuất khẩu có năng lực đáng tin cậy và bền vững.